đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm trong chiến lược phát triển kinh tế và an ninh lương thực quốc gia. Tài nguyên nước là yếu tố cốt lõi của phát triển, song lại phụ thuộc mạnh mẽ vào hoạt động phát triển tại thượng nguồn, với hàng loạt các công trình thủy điện đã và đang được xây dựng và vận hành. Từ năm 2012, nguồn nước sông Mekong đang bị điều tiết mạnh, lũ về muộn và duy trì trong thời gian ngắn hơn nhiều so với trước đây. Tại các khu vực ven biển, hiện tượng nước biển dâng, sụp lún, sạt lở có xu hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đe dọa các khu vực dân sinh và vùng nội đồng. Nhu cầu phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và quá trình phát triển hạ tầng thủy lợi chưa thực sự đồng bộ với những đặc tính thủy văn, sinh thái cũng như với quy hoạch sử dụng đất đang tạo nhiều áp lực cho nguồn tài nguyên nước. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, đồng bằng sông Cửu Long liên tục trải qua những năm hạn mặn với cường độ và diễn biến ngày càng phức tạp. Đặc biệt, đợt hạn mặn mùa khô 2019-2020 xuất hiện sớm hơn so với trung bình nhiều năm và kéo dài gấp đôi so với mùa khô năm 2016, năm xuất hiện xâm nhập mặn kỷ lục. Hạn mặn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân trên 13 tỉnh. Nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, thể hiện tầm nhìn chiến lược với chủ trương phát triển theo hướng thuận thiên. Các cơ quan trung ương và địa phương đã đang triển khai nhiều giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và hạn hán. Một trong số các giải pháp chủ động bao gồm xây dựng các đập tạm, ngăn mặn, trữ ngọt, phục vụ sinh hoạt, tưới tiêu. Cái biến đổi khí hậu diễn ra trong những năm gần đây là nó nhanh hơn so với cái dự báo của các cái tổ chức quốc tế thế giới. Như đồng bằng sông Cửu Long chúng ta đã trong vòng khoảng chưa đầy 10 năm chúng ta đã trải qua hai đợt hạn mặn rất là lớn. Đó là mùa hạn 2015-2016 và 2019-2020. Chính vì vậy cái nhu cầu mà xây dựng các cái công trình đập tạm ở trên các hệ thống kênh rạch ở đồng bằng sông Cửu Long để kiểm soát nguồn nước cũng như là ngăn mặn phục vụ cho sản xuất ở đồng bằng sông Cửu Long đã được các chính quyền địa phương cũng như cơ quan quản lý nhà nước ở Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn rất là quan tâm. Hiện nay, nhiều loại hình đập tạm đang được áp dụng, trong đó phổ biến nhất là các loại đập đất, đóng cừ tràm, cừ dừa hoặc ván gỗ, hoặc đập đất bằng túi nước, đập cừ thép la sen. Tuy nhiên, những thiết kế đập tạm này còn tồn tại nhiều hạn chế như thiết kế cố định ngăn cản dòng chảy, dẫn đến tác động xấu về môi trường, hạn chế lưu thông thủy, chi phí đầu tư cao và khó áp dụng rộng rãi. Trong khuôn khổ dự án thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long MCRP tài trợ bởi chính phủ Đức và Thụy Sĩ, mô hình đập tạm bản thép đã được Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ phối hợp cùng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam và Tổng cục Phòng chống thiên tai nghiên cứu và xây dựng thí điểm tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, nơi nguồn nước ngọt khan hiếm và chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn mặn. Nó ưu điểm hơn so với trước đây là khi chúng ta mà xây dựng cái đập đất á, thì nó là một trong cái đập mà nó kiên cố, bằng không có thể là tàu bè nó không có di chuyển qua được, buôn bán giao thương hàng hóa nó cũng bị hạn chế rất là nhiều. Đập thép này thì nó hạn chế được cái vấn đề là lấy những cái đất ở tại chỗ để đắp và sau này thì không còn đất. Đập thép này thì sau này nó có thể khả năng là dời vào cái vị trí khác khi cái ô thủy lợi nó đã đạt được hiệu quả. So với đập truyền thống thì đập công nghệ thép nó có kết cấu khá đơn giản và dễ vận hành, nó rất tiện lợi khi hơn cái đập truyền thống xưa. Đập truyền thống xưa thì mình con người mình không vận hành được, đập nó là đập cố định, cho nên là rất thuận tiện cho bà con trong địa phương. Nó có thể là tích trữ nước ngọt và mùa mưa cuối mùa qua sử dụng cho đồng khô. Đó là những lợi ích thiết thực của địa phương. Đập có kết cấu cửa van điều tiết thuận lợi cho giao thông thủy, thoát nước kịp thời, giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực dự án. Kết cấu và vận hành van đơn giản, thời gian vận hành đóng mở 5 phút. Thời gian thi công lắp đặt nhanh trong khoảng 2 tuần, kịp thời xử lý trong tình huống mặn khẩn cấp. Hiện nay, đầu tư quản lý và khai thác các công trình thủy lợi, công trình ứng phó rủi ro thiên tai, bao gồm xây dựng đập tạm, đều chi trả bởi ngân sách nhà nước. Cơ chế khuyến khích đầu tư của khối ngoài nhà nước vào các công trình thủy lợi còn chưa đủ hấp dẫn, đã và đang tạo gánh nặng tài chính lên ngân sách nhà nước. Nhằm tối ưu hóa việc đầu tư, quản lý và khai thác các công trình thủy lợi, tỉnh Cà Mau đã thí điểm ban hành cơ chế
khuyến khích sự tham gia và đầu tư của khối ngoài nhà nước vào xây dựng và quản lý công trình phòng chống thiên tai. Trong cái khuôn khổ mà hợp tác với IZ thì nó có hai cái hợp phần. Thứ nhất là chúng tôi xây dựng hai cái đập tạm bằng thép như thế này. Thứ hai là từ đó thì rút kinh nghiệm và đề xuất ra những cơ chế chính sách để thu hút đầu tư của khối tư nhân cũng như của các cái nhà đầu tư cho bà con chủ động cái nguồn nước ngọt phục vụ trong sản xuất trong cái thời gian là xâm nhập mặn, hạn hán xâm nhập mặn. Các khóa đào tạo đã được tổ chức để người hưởng lợi tiếp cận được quy trình xây dựng, vận hành và bảo dưỡng cũng như thấy rõ những lợi ích của các công trình phòng chống thiên tai, đập tạm. Để phục vụ sản xuất cho người dân thì xã hàng năm cũng có chi tu sẽ sửa chữa để làm sao đảm bảo để phục vụ trong quá trình sản xuất để đảm bảo cho bà con có cuộc sống ổn định. Trong bối cảnh khí hậu và thiên tai có những diễn biến ngày càng phức tạp, việc phát triển và ứng dụng các giải pháp công nghệ mới sẽ góp phần tăng cường năng lực thích ứng của các cơ quan chức năng cũng như cộng đồng địa phương. Những công nghệ này không chỉ cần đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật mà còn phải phù hợp với môi trường đầu tư cũng như cách thức tổ chức quản lý, vận hành tại địa phương. Những đổi mới về cơ chế chính sách nhằm thu hút đầu tư của khối doanh nghiệp sẽ tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng các giải pháp công nghệ mới trong phòng chống thiên tai này ra toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.